Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review sản phẩm về đồ camping dã ngoại của công ty Mr. Weekend. Những cây đèn 200A như mọi người đều biết là một biểu tượng của hãng Coleman về đèn băng sông, kể cả từ trước khoảng từ năm 5X cho đến năm hiện tại là giờ là năm 2020-2021. Thì những cái cảm hứng để Coleman sản xuất ra những cái cây đèn như 200A, 200B. Và bây giờ cái cây đèn 200A 200B nó là cái biểu tượng của Coleman rồi. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu một chút, một đôi chút về đèn Coleman 200A 200B. 200A lúc đó ngày xưa là sản xuất là thường thường là sẽ có hai van, một van gió và cả một van nhiên liệu. Còn 200B thì là rút ngắn lại là chỉ có một van gió và van nhiên liệu kèm chung. Mình nói sơ qua một chút. Từ thời trước đó, khi chưa sản xuất những cây đèn 200B thì những cây đèn 200A và cây đèn 200 là đã sản xuất trước. Thì đồng lúc đó là cây đèn Coleman Vintage C cũng ra đời. Hôm nay đặc biệt mình muốn giới thiệu với mọi người cây đèn này và sẽ thắp sáng em nó để xem là mọi người đánh giá là cái ánh sáng nó có tốt hay không, và nó khác điểm gì ở cây Coleman 200A và nó có hiếm trên thị trường, có dễ mua hàng hay không. Thì những cái cây đèn đặc biệt này sẽ có những video tới là mình sẽ nói sơ qua. Ngày hôm nay mình muốn để anh em chiêm ngưỡng được cái đèn Coleman C này, một trong những kiệt tác của Coleman, của đèn băng sông Coleman. Mình cũng rất khó để mình có được em nó. Coleman C, cây này sản xuất năm 1966. Tính ra bây giờ nó tuổi đời được có khoảng hơn 50 năm rồi. Thì các bạn nhìn thấy phía trên này, nửa phía trên này nó y xì như 200 và 200A. Thậm chí là mai này những cái dòng 200B này nó cũng gần như vậy, nhưng cái chóa nó lớn hơn, cái chóa nó cao hơn. Và cái bầu ở dưới nhiên liệu này thì nó lại lớn hơn 200A, 200B. Đấy là cái khác biệt. Thì những cái cây đèn 200A, 200B á, thì dung tích chỉ có khoảng 600 thôi. Nhưng mà riêng cây C này ấy, thì cái dung tích nó khoảng 1 lít. Có nghĩa là nhà sản xuất lúc đó là người ta muốn giữ trữ nhiều hơn về nhiên liệu để cây đèn có thể kéo dài được cái thời gian thắp sáng hơn. Hôm nay mình sẽ đốt cây đèn Coleman Vintage C để cho anh em xem qua về ánh sáng của cây đèn, cũng như là xem qua là ánh sáng của cây đèn khi đi qua một cái bóng đặc biệt là bóng amber, ánh sáng có đẹp không. Đây là một chiếc bóng amber Pirate made in USA, một trong những chiếc bóng rất hiếm trên thị trường. Mình phải nói lại là cái bóng này cực kỳ hiếm luôn. Nếu mà chiếc bóng này cũng là made in China thì có thể là giá thành nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó sẽ dao động vào khoảng từ 5 triệu đến 6 triệu chiếc bóng. Còn những chiếc bóng mà made in USA và bóng Pirate như này thì nó sẽ dao động từ 8 triệu đến 12 triệu, tùy vào là cái người mà người ta bán ấy, là bóng nó có đẹp hay không đẹp. Về cái cách thức đốt chiếc đèn Coleman Vintage C này thì nó cũng giống như là những cây đèn 200A và mình đã làm video ở đợt trước. Thì cây đèn này nó cũng đốt như vậy. Thường thường những cây đèn mà đốt khó một chút, nó có van gió và nó có van nhiên liệu, thì mình nên tháo bóng ra để tránh những trường hợp là những cái khói đen nó sẽ làm ám vào bóng hoặc là ám vào chóa, nó sẽ làm xấu cây đèn. Việc đầu tiên đổi nhiên liệu, việc thứ hai tăng áp. Thì tăng áp ở đây á, anh em cứ tăng khoảng vài chục lần. Khi nào mà cảm thấy cái tay mình nó cứng cứng rồi thì bắt đầu mình sẽ bỏ ra. Cây đèn Coleman C nó cũng có hai van. Van bên trái là van gió và van bên phải là van nhiên liệu.
thì mình cũng nói sơ qua một chút để anh em nắm được. Đầu tiên mình cứ mở van gió ra một chút, sau đó bật lửa và mở van nhiên liệu để cho đèn cháy. Mình sẽ làm sao để cho hài hòa giữa cái van gió và cái van nhiên liệu để cái đèn nó không bị cháy lớn quá. Khi cái đèn nó đã cháy, nó chạm lửa cháy lại rồi ấy, thì mọi người cứ để cho nó cháy một chút, khoảng vài chục giây, để làm sao mà khi cái buồng đốt nó nóng á, là bắt đầu mình sẽ mở được hết cỡ cái van này ra, là cái đèn nó sẽ sáng. Cây này ánh sáng của nó rất sáng. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng mà nó xì cái nhiên liệu ra khỏe. Đấy, tuổi đời đấy. Tuổi đời được tính ra khoảng gần 60 năm. Ok. Cây đèn này của mình đã đủ nóng rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái bóng amber vô và lắp chóa vô để anh em thưởng thức được cái ánh sáng của cây đèn. Lúc lắp chóa vào thì anh em để ý nhá, là mình cầm ở phía dưới này nhá, đừng có cầm ở phía trên nó sẽ bị nóng và bỏng đó. Mình cầm ở phía dưới thôi, cũng như là cái ốc này cũng vậy, là ốc là mình vặn nhanh, không có nó sẽ bị bỏng tay. Đó, đây là mình đã đốt xong cái đèn Coleman Vintage C. Thì anh em nhìn thấy cái ánh sáng của cái cây đèn này á, khi nó qua cái bóng amber nó làm cho dịu ánh sáng xuống và ấm hơn, để khi mà những người ngồi xung quanh để cảm nhận được cái ánh sáng qua cái bóng amber nó rất là đẹp. Bóng này mà anh em đi lên trên Đà Lạt và gặp những hôm nào mà trời có sương mù là thôi hết bài luôn, cực kỳ đẹp. Đó, hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người cái cây đèn Coleman Vintage C này, để anh em có những cái nhận định về cây đèn nó khác nhau ở cây 200A và khác nhau ở cây 200B cái điểm gì. Mình thì mình nhìn thấy là cây đèn 200A, cây đèn 200B thì cái nó giống như ở trên, cả ở phía dưới nó cân đối hơn. Còn cái cây đèn Vintage C này thì ở trên nó giống như ở đầu to, đầu nhỏ đi to quá. Bình này chưa lớn hơn, đốt được lâu hơn. Còn cái cây 200A, 200B ấy, thì nó đốt được khoảng thời gian nó ngắn hơn cái bình này. Ánh sáng đẹp. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ like và subscribe kênh của Mr. Weekend để xem thêm nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn mọi người.